các bạn đã trở lại của Gái TV các bạn ha. Và hôm nay là sáng ngày Chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2019. Thì mình đang có mặt ở đây là đền thờ Nguyễn Hữu Thọ, luật sư Nguyễn Hữu Thọ, nguyên chủ tịch nước ha. Và công tác chuẩn bị cho cuộc thi đã đến hồi kết và chuẩn bị bước vào những cái vòng thi đấu rất là gay cấn của những chú nhiệm vụ ban trọng tài chúng ta tập trung về Việt Nam các bạn. Tổ chức đây là cuộc thi Long An mở rộng năm 2019 các bạn. Rồi đây vẫn là khu vực của đền thờ của luật sư Nguyễn Hữu Thọ các bạn ha. Rồi kế bên đây, kế bên đây chính là cái khu vực của sân khấu khai mạc cuộc thi chim cô gái và bonsai của Long An mở rộng năm 2019 nha. À, trên đây thì các bạn đã thấy rồi, đây là cái sản phẩm, cái giải thưởng. Đây là cái giải thưởng giải nhất của cuộc thi cô gái năm 2019 mở rộng đây. Một chiếc xe Sirius hiệu Yamaha các bạn ha. Đây, có hình chim cu, cái huy hiệu của tỉnh Long An đây nè các bạn. Rồi, đây là các cúp. Cũng giải nhất nhì ba của cuộc thi chim cu gái luôn nha các bạn ha. Ở phía trong này thì các anh trọng tài đang ráo riết để nhận những cái nhiệm vụ của mình. Đây là anh Tâm, thành viên ban tổ chức cho các bạn ha. Chào em. Chào anh Tâm. Dạ. Anh Quốc đây. Anh Quốc, hội phó hội cô gái Long An anh Quốc ơi. Đây anh Quốc, hội phó hội cô gái Long An nha. Rồi đây là các anh trong ban trọng tài. Đây là anh Mỹ giám sát. Anh Nhàn. Anh Nhàn. Phó ban tổ chức. Rồi đây là thẻ đeo của trọng tài các bạn ha. Những người sẽ là cầm cân nhảy mực để bình chọn là những cái con chim cu hay nhất của cuộc thi Long An mở rộng năm 2019 nha các bạn ha. Rồi xin giới thiệu với các bạn ha, đây là bác Hùng, là hội trưởng hội cô gái tỉnh Long An, người mà đi đầu trong phong trào cô gái của tỉnh Long An và ở khu vực miền Tây Nam Bộ nha các bạn ha. Bác Hùng giới thiệu bác luôn. Anh Nút, ông tổ trọng tài. Dạ Nút. Nguyên, ông tổ trọng tài để chuẩn bị là làm lễ rồi lấy. Dạ. Để ra nó ra trà lên nước rồi lên cắt lại. Đi mấy nhỏ. Đi ra ngoài hết. Để con dặn đi. Lát con có lát hụt vô. Hiện tại bây giờ thì cũng rất nhiều cầu thủ đã về đến điểm thi các bạn ha. Ở bên lúc này anh cho em hỏi anh đến từ đâu anh? Cái Lậy Tiền Giang hả? Anh tên gì hả? Anh Việt. Dạ anh mình đến từ đâu anh? Bình Thuận hả? Anh tên gì hả? Hoàng Trinh. Dạ rồi vô đây. Rất nhiều cầu thủ đến từ các tỉnh thành nha các bạn. Đã có hai cầu thủ đến từ Bình Thuận và Cai Lậy Tiền Giang. Rồi đây cũng là các cầu thủ đang chụp hình lưu niệm ở trước của đền thờ luật sư Nguyễn Hữu Thọ các bạn ha. Dạ nhóm mình đến từ đâu ạ? À, cái này là hai cô gái Long An không? Cô gái Long An ạ. À. Nhóm mình đến từ Xuân Lộc. Xuân Lộc Đồng Nai ạ? À? Dạ rồi xin chào. Dạ này lên lên phim luôn. Dạ. Rồi anh em chào nhé. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Ở đây là một cái nhân vật cũng huyền thoại đó anh em, Trương Nguyễn. Dạ. Đã lâu chưa? Dạ.
Em tới nãy giờ làm clip trong đây nè. Ủa anh em nãy vô đâu kia, vô ghi danh nè. Cái thẻ rồi, cái thẻ là kia. Ra phương tiện bán ra dán nhà mày. Không chứ, đi sâu rồi. Qua đây lấy, qua đây lấy. Sau khi tốt nghiệp, nghe qua bên phải của mình để lấy số báo danh. Số báo danh được móc một ít ngẫu nhiên. Nhưng chúng tôi, khi thì chúng tôi lại chưa theo thứ tự từ nhỏ tới lớn. Thẻ trong tài còn tới đưa cho hai cái thẻ trong tài nữa rồi. Đây là những chú chim cu đang được các cầu thủ máng lên để nghỉ mệt tí xíu nha các bạn, để chuẩn bị bước vào những cái vòng đấu rất là gay cấn trước mắt. Rồi đây là cầu thủ Trương Nguyễn các bạn ha. Hiện tại bây giờ cũng tham gia cuộc thi đây. Có lấy hên không Trương ha? Dịnh chiếc xe lấy hên nha. Hy vọng Trương sẽ chứng được chiếc xe nha. Những anh em nào mình không có mặt thì mình coi Trương Phi đã được ha. Rồi đây là những cầu thủ đến từ các địa phương. Dạ anh Chiến. Dạ anh Chiến. Đây là anh Chiến nha. Đến từ Lâm Đồng. Rồi đẹp trai cười lên. Đây là một cầu thủ rất là nổi tiếng ở Đồng Tháp các bạn ha. Cô gái Đồng Tháp đây, Hiền. Ồ, chào anh em. Chào. Chiếc xe huyền thoại đây, dọc đường đất nước. Ủa? Chim chơi ghê là phải lấy giải nha. Rồi đây là cái con chiến binh của bác Bảy đây. Bảy Hoàng. Giơ cao cao lên các bạn. Đó. Rồi. Yeah.
Dạ anh tên gì ạ? Anh tên Nguyễn Văn Trang, tên Tập. Nhân Cần Giọt. Nhân Cần Giọt. À Nhân Tân Tập phải không ạ? Tân Tập. Dạ. Bạn ở đâu? Bạn ở đâu? Rồi. À, hiện tại bây giờ mình tới chương trình khoe chim các bạn ha. Trương Nguyễn sẽ khoe con chim của Trương Nguyễn. Được Trương Nguyễn bỏ vô một cái lồng tre. Rất là đẹp nha. Con này bài bản hay tốc độ, chim căng, nhờ một cái sản phẩm là cái khoáng của anh Trương. Anh em đang cho cu của mình tắm. Đây, cu ấy rồi. Đó. Lộ diện rồi các bạn ha. Cái khoen. Tôi đánh luôn. À, cái khoen. Khoen chân đây là của Trương Nguyễn. Trương Nguyễn luôn các bạn ha. Có tên của anh Trương trong đó luôn. Đây trước thềm cuộc thi thì các cầu thủ đang bàn luận rất là xôn xao các bạn ha. Không chứ đâu ai biết thấy anh có cái cờ đó. Tôi lại biết giao lưu đâu có cờ đâu. Dạ mình là nhóm nào đến à? Đồng Nai à, Đồng Nai xuống đây các bạn ha. Là những anh em đam mê, rất là đam mê luôn. Dạ. Đến đây để tham gia cái hội thi cô gái ngày hôm nay. Chị chó sụp bọn sau nó chạy nó từng đây là ấp của Trương Nguyễn anh em. Lần thi thứ hai. Ấm nó đẻ cái tục đàn luôn mà không bắt được 4 con luôn, đẻ nở 4 con. Bóng nuôi lại cái gì? Bây giờ thả ra luôn. Ủa vô không có cầu đâu mà nó mới cá. Có quốc cầu ngoài đồng bay về luôn. Bay về thôi chơi hôm nay giờ tay này chơi bảy giờ bảy nuốt nuôi nuôi lâu rồi thả ra cho nó. Thả nuốt rồi vậy thả thả con cầu, con máy dừng về cặp vô giờ ở bụi tre cái đẻ. Đẻ nó lấy trứng vô chuồng cầu ấm vậy. Ồ hay ha. Tại vì con cầu mồi nó không đi thì con máy dừng nó đâu có đi nữa. Nó thở vòng lên. Mà con máy dừng á kêu nó không vô nhà, mà con cầu không vô. Nó vô tới tay cũng luôn mà. Vậy cứ hại nó xe gỗ đẻ đập dụng chân còn uống trò con cầu á. Đầu chính phủ Pháp phải thương lượng với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để chấm dứt.